Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình suy niệm lời Chúa của Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe lời Chúa của ngày hôm nay và phần suy niệm lời Chúa qua hướng dẫn của linh mục Giuse Vũ Ngọc Tuyển. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày, người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta đã bước vào tuần cuối cùng của năm phụng vụ, tuần thứ 33 thường niên thứ 6. Lời Chúa trong tin mừng hôm nay rất là quen thuộc với chúng ta, vì đoạn tin mừng này được 4 tác giả thánh sử tin mừng đều ghi lại. Có lẽ thánh sử Luca kể lại cho chúng ta một cách ngắn gọn nhất, vì vậy chúng ta không thấy được cái sự nổi giận của Thiên Chúa trong việc Ngài thanh tẩy đền thờ. Trong tin mừng của Thánh Matthew, Thánh Gioan và Thánh Marco thì lột tả chi tiết hơn về việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ như thế nào. Và đặc biệt hơn, chỉ cho chúng ta thấy việc Đức Kitô nổi giận. Đây là những điểm khá hiếm hoi trong tin mừng mà chúng ta có thể bắt gặp một Đức Kitô nổi giận với mọi người. Thật vậy, Đức Giêsu được mô tả là Ngài đã đến đuổi tất cả những người buôn bán ở trong đền thờ. Ngài lật đổ bàn ghế của bọn đổi tiền và phán rằng, đền thờ là nơi mà người ta cầu nguyện, chứ không phải là nơi để họp chợ. Đền thờ là nơi mà có sự hiện diện của Thiên Chúa, nên phải giữ cho nó trong sạch và cho thật xứng đáng với sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta không thể buôn bán làm những việc thường ngày để kiếm tiền ở trong đền thờ. Chính vì việc làm này mà Đức Giêsu đã gặp lại sự chống đối lớn của các kinh sư, các biệt phái, những người có quyền, có tiền, những người được lợi trong việc đổi chác và buôn bán trong đền thờ. Nếu chúng ta đọc các tin mừng Matthew, Marco và Gioan một cách đầy đủ về trình thuật Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ, thì chúng ta sẽ được hiểu hơn và tin mừng còn mặc khải cho chúng ta về đền thờ đích thật. Khi Chúa Giêsu làm như vậy thì những người ta đến, người ta chống đối Chúa và hỏi rằng, quyền đâu, ông lấy quyền gì để mà làm những điều ấy? Thì Chúa Giêsu trả lời rằng, cứ phá đền thờ này đi, ta sẽ xây lại trong 3 ngày. Và không ai hiểu
ý của Đức Giê-xu nói gì. Nhưng khi tất cả mọi sự việc đã xảy ra, khi cuộc đời của Đức Kitô đã chấm dứt, thì các môn đệ và những người tin Đức Giê-xu suy gẫm lại lời của Chúa trong trình thuật mà Ngài thanh tẩy đền thờ, thì biết rằng Ngài nói về chính bản thân Ngài. Ngài nói chính Ngài là đền thờ đích thật. Và qua việc mặc khải, bản thân Đức Giê-xu chính là đền thờ của Thiên Chúa. Ngài cũng đồng thời dạy cho chúng ta, mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta phải gìn giữ cho ngôi đền thờ của chúng ta, lòng của chúng ta trở nên trong sạch và là nơi có Chúa ngự. Nếu Đức Giê-xu Kitô mặc khải cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, thì điều đó có nghĩa rằng chính Thiên Chúa đã có mặt ở nơi đền thờ đó rồi. Vì vậy cho nên bổn phận của chúng ta là phải làm, phải giữ, phải luôn luôn tỉnh thức để giữ cho đền thờ của chúng ta là một ngôi đền trong sạch, không có những tham lam, ích kỷ, không có những ham muốn bán buôn lợi lộc. Chỉ có Thiên Chúa và cầu nguyện trong lòng của chúng ta, thì lúc đó đền thờ của chúng ta được trong sạch và xứng đáng là nơi ở, nơi ngự của Thiên Chúa. Vậy mỗi người chúng ta hãy cùng nhau xin Đức Giê-xu thanh tẩy đền thờ của mỗi người chúng ta. Xin Đức Giê-xu đuổi hết những tham lam, ích kỷ, buôn bán, đổi trác trong lòng mỗi người. Và xin Ngài ở lại mãi trong đền thờ của mỗi người chúng ta. Và vì có Ngài, ngôi đền thờ của chúng ta luôn luôn được tinh tuyền thánh thiện. Vì có Ngài, có Đức Giê-xu ở cùng. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.